Thông tin nam diễn viên Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 đang khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Theo bạn bè chia sẻ, nguyên nhân khiến nam nghệ sĩ qua đời là do nhồi máu cơ tim. Diễn viên Đức Tiến đã có tiền sử mắc bệnh tim bẩm sinh. Sự ra đi đột ngột của Đức Tiến khiến khán giả không khỏi đau xót và tiếc nuối. Sinh thời, Đức Tiến là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, lại có gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan. Ít ai biết rằng anh có tuổi thơ buồn và đã phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định tên tuổi tại Vbiz. Đức Tiến sinh năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, anh có tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bố mẹ nam diễn viên chia tay khi anh mới lên 5 tuổi. Kể từ đó, anh bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, khi thì ở với mẹ kế, lúc ở với mẹ ruột, lúc khác ở với dì. Ngoài thời gian đi học, Đức Tiến còn làm nhiều công việc như trồng khoai lang, đậu phộng, lúa, nuôi thỏ, cắt cỏ. Khi học cấp 3, Đức Tiến được cha đón về sống tại Biên Hòa. Từ đây, anh bén duyên làm người mẫu rồi lên thành phố Hồ Chí Minh đầu quân cho câu lạc bộ ID Cup, là nơi xuất thân của nhiều người mẫu nổi tiếng thời đó. Trong những năm 2000, anh làm mưa làm gió trên các sàn catwalk, trở thành cái tên hàng đầu làng mốt. Đức Tiến có lợi thế gương mặt điển trai, pha chọn nét đẹp châu Á và châu Âu cùng chiều cao tốt. Từ sàn catwalk, Đức Tiến lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Ban đầu, sao nam sinh năm 1980 chỉ được đảm nhận vai nhỏ nhưng đã dần tiến bộ và giành được vai chính. Tên tuổi nam diễn viên tỏa sáng qua hàng loạt bộ phim như Khát vọng sống, Vòng xoáy tình yêu, Mộng phù du. Tác phẩm cuối cùng trước khi qua đời của nam diễn viên là Đóa hoa mong manh do Mai Thu Huyền làm đạo diễn. Thập niên 2000 là thời kỳ đỉnh cao của Đức Tiến. Anh gặt hái nhiều thành công trên lĩnh vực diễn xuất và thời trang, có các C cao là gương mặt được truyền thông săn đón. Nhưng nam diễn viên đã quyết định từ bỏ ánh hào quang, sang Mỹ sau cuộc hôn nhân với Hoa hậu Bình Phương năm 2010. Bình Phương là Hoa hậu áo dài Đà Lạt, từng lọt top 10 Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007. Cặp đôi đã có 3 năm hẹn hò trước khi về chung nhà. Tại Mỹ, Đức Tiến tiếp tục hoạt động nghệ thuật, còn bà xã trở thành luật sư. Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng Đức Tiến đã mua được căn nhà khoảng 16 tỷ đồng ở California. Anh cũng thường xuyên về Việt Nam để tham gia chương trình nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện. Vợ chồng nam diễn viên kết hôn năm 2010, nhưng phải đến 10 năm sau, cả hai mới được lên trước bố mẹ. Đức Tiến từng chia sẻ rằng ban đầu vợ chồng anh kế hoạch vì muốn ổn định kinh tế và cuộc sống. Đến khi mọi thứ đã ổn định thì vợ chồng anh mong ngóng mãi không có tin vui. Không muốn chờ đợi thêm, Đức Tiến, Bình Phương đã về Việt Nam thực hiện thụ tinh nhân tạo và phải đến 2 lần mới có được cô công chúa đầu lòng. Con gái nhỏ của Đức Tiến thụ thai năm 2019 và chào đời năm 2020. Có tên là Ma đi săn Nguyễn, tên tiếng Việt là Mai Phương, tên ở nhà là Mèo. Với Đức Tiến, gia đình là số 1. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, cho biết bí quyết hạnh phúc là luôn hướng về gia đình. Đức Tiến tiết lộ vợ chồng anh đã lên kế hoạch có thêm con, nhưng đáng tiếc là chưa kịp thực hiện thì nam diễn viên đã đột ngột ra đi.